xin chào các bạn hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu bài giảng đầu tiên của loạt bài giảng về dòng mcu tiva c series của hãng texas instruments bài đầu tiên chúng tôi xin giới thiệu về phần mềm code composer studio để bắt đầu với bất cứ video khiển nào chúng ta cũng cần có một trình soạn thảo về debug code ở đây chúng tôi chọn trình soạn thảo về debug code CCS của hãng Texas Instruments. Để download CCS, các bạn cần đăng ký một tài khoản trên trang của hãng Texas Instruments và download CCS tại địa chỉ được cung cấp trong slide. Khi cài đặt trong phần Processor Support, các bạn chọn Tiva C-Series ARM MCUs. Đây là giao diện chính của phần mềm CCS, bao gồm cửa sổ Project Explorer, sẽ liệt kê các project trong Workspace. Editor là nơi các bạn sẽ soạn thảo code, problems và console là nơi sẽ hiển thị các thông báo trong quá trình build project. Sau khi cài đặt CSS, các bạn dùng dây cáp USB được cung cấp trong kit kết nối cổng USB trên máy tính với cổng USB trên mạch ở vị trí như hình vẽ. Máy tính sẽ tự động cài driver của mạch. Sau khi máy cài driver xong, các bạn vào chương trình Device Manager của Windows Chọn một box sẽ thấy hiện một cổng cơm ảo. Sau khi cài đặt CCS, chúng ta sẽ tiến hành cài đặt TivaWare. TivaWare là thư viện do hãng TI cung cấp, nhằm giúp người dùng sử dụng các module của dòng Tiva C-Series một cách dễ dàng hơn. Các bạn có thể download và cài đặt TivaWare tại địa chỉ được cung cấp trong slide. Khi cài đặt xong, các bạn có thể xem tài liệu về TivaWare trong thư mục TivaWare C-Series Talks nó thường nằm trong thư mục cài đặt mặc định là CTI. Để tạo một project mới, các bạn chọn File, New, CCS Project và cài đặt các thông số như sau. Target, các bạn chọn là Tiva TM4C123GH6BM. Đây là tên MCU trên kit Tiva C-Series Launchpad của Texas Instruments. Connection, các bạn chọn là Stellaris in circuit debug interface để add một file có sẵn vào project các bạn click phải vào tên project trong cửa sổ project explorer và chọn add file chúng ta có hai lựa chọn nếu bạn chọn copy file file được chỉ đường dẫn tới sẽ được copy vào folder chứa project nếu bạn chọn link to file file được chọn sẽ được lưu đường dẫn tới project Đường dẫn đó có thể là đường dẫn tương đối nếu chúng ta check vào ô Create Link Locations Relative to Đó có thể là đường dẫn tuyệt đối nếu chúng ta bỏ chọn ô này. Copy hoặc link một file vào Project có những điểm khác biệt cơ bản sau đây. Khi bạn copy một file vào Project, thay đổi trên file sẽ không ảnh hưởng đến file gốc và file sẽ được copy vào thư mục chứa Project. Khi thay đổi vị trí của Project, ta không cần chỉnh sửa đường dẫn các file.c.h thường được copy vào project khi link một file vào project thì thay đổi trên file sẽ chính là thay đổi trên file gốc file không nằm trong thư mục chứa project chỉ có đường dẫn tới file được lưu lại do vậy các project khác nhau sử dụng cùng thư viện sẽ không phải tốn dung lượng để chứa các bản khác nhau của thư viện tuy nhiên ta có thể phải chỉnh sửa đường dẫn tới file khi ta thay đổi vị trí của project. Portable project. Portable project là những project mà chúng ta có thể thay đổi vị trí của nó, chia sẻ project với máy khác một cách dễ dàng mà không phải gặp những lỗi về đường dẫn. Với portable project, chúng ta có thể thay đổi phiên bản thư viện một cách dễ dàng. Để tạo nên một portable project, chúng ta hãy tìm hiểu về bet variable và build variable. Bet variable, biến này sẽ chứa đường dẫn nền để tạo đường dẫn tương đối tới các file được add vào project. Ví dụ, project lock là một best variable. Biến này chứa đường dẫn tới project hiện tại. Build variable được dùng trong quá trình build để liên tới các file header hay các thư viện cần cho quá trình build project. Để tạo một portable project, chúng ta không cần chỉnh sửa gì các file được copy vào project. Tuy nhiên, với những file được link tới project, Đường dẫn nền được sử dụng để tạo đường dẫn tương đối tới các file này phải là một đường dẫn cố định. Ở đây, chúng ta chọn đường dẫn tới thư viện TivaWare đã cài đặt ở trên làm đường dẫn nền. Để tạo một path variable, các bạn click phải vào tên project trong cửa sổ Project Explorer, chọn Properties, chọn Resource, Link Resources, Path Variables và ấn vào nút New. Các bạn nhập tên biến và chọn đường dẫn tới folder chứa thư viện Tivaware để tạo một build variable. Các bạn chọn mục build variables và nhấn nút S và chúng ta chọn type là directory chỉ đường dẫn tới folder chứa thư viện Tivaware. Như vậy chúng ta đã tạo xong path variable và build variable. Các bạn có thể tham khảo trong tài liệu 2 cách tạo một path variable và build variable cho workspace. Nghĩa là chúng ta có thể sử dụng các biến này cho nhiều project trong cùng một workspace. Tiếp theo, để tạo nên một bộ portable project, chúng ta sẽ tạo đường dẫn tới thư viện Riverlip dựa trên các biến mới tạo. Các bạn click phải vào tên project trong cửa sổ Project Explorer, Add File, chỉ đường dẫn tới thư viện Riverlip và check vào ô Link to File, Create Link Location Relative to và chọn tên biến vừa tạo ở trên. Tiếp theo, chúng ta sẽ tạo đường dẫn tới các file header của thư viện Riverlib. Các bạn chọn mục Build Include Options và ấn vào dấu cộng và nhập dòng sau để tạo đường dẫn tới các file header dựa trên địa chỉ nền là biến mới tạo. Như vậy, chúng ta đã có thể tạo một portable project. Các bạn có thể dễ dàng thay đổi vị trí của project hay di chuyển project sang máy khác có cùng địa chỉ của TivaWare, chúng ta có thể build project mà không gặp bất kỳ lỗi nào về đường dẫn. Để nạp code, chúng ta ấn vào biểu tượng con bọ trên thanh công cụ, khi đó cửa sổ debug sẽ xuất hiện. Các bạn sử dụng các nút trên thanh công cụ để debug chương trình. CCS cung cấp rất nhiều công cụ để hỗ trợ chúng ta debug và bài giảng tới đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong những bài giảng kế tiếp.